quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 4, chương trình sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2. Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Các đội viên trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 đã đem đến một luồng sinh khí mới, làm cho diện mạo bốn xã vùng dự án A6A lưới ngày càng khởi sắc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 4 hàng năm được chọn là Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị mà sách đem lại. Đó cũng chính là tôn vinh tri thức, sự hiểu biết, một giá trị cao quý của nhân loại. Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo và sách cho tôi, cho bạn sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng và phong phú trong suốt tháng 4 này, trong đó trọng tâm từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Chiều nay tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2. Tham dự về phía Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Hoàng Hải Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc năm nay với mong muốn thực hiện và lan tỏa ba mục tiêu quan trọng của việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc được xác định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đó là khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sự kết hợp hài hòa giữa những nét văn hóa truyền thống cùng những yếu tố hiện đại là một cách để chúng ta tôn vinh sách và khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa đọc trong đời sống văn hóa, để dòng chảy văn hóa đọc luôn được khơi thông, tiếp nối. Chuỗi hoạt động và các sự kiện chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức ngày hôm nay tại thành phố Huế cũng như trong những ngày tới trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ thực sự phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, tôn vinh sách và những người làm sách, phát triển phong trào đọc sách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, xác định tầm quan trọng của việc đọc sách, thời gian qua Thừa Thiên Huế đã chú trọng nhân rộng việc phát triển văn hóa đọc, trong đó có xây dựng, hình thành và phát triển thói quen, nhu cầu, phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn. Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cũng đã triển khai đề án thiết lập và phát triển tủ sách Huế nhằm tạo nên một thương hiệu sách mang đậm dấu ấn Huế, góp phần thúc đẩy quảng bá văn hóa Huế qua sách. Đồng thời, đây cũng là kho dữ liệu khoa học đáp ứng cho việc nghiên cứu Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ cho công cuộc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành đô thị văn hóa di sản trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 với thông điệp Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo và sách cho tôi, cho bạn. Tại Thừa Thiên Huế, hoạt động triển lãm Hội sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Khuôn viên Quốc tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế. Đây là cơ hội để tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu đến bạn đọc và du khách nhiều cuốn sách có giá trị viết về văn hóa Huế thuộc tủ sách Huế. Những thư tịch, tư liệu quan trọng được lưu giữ tại Huế qua nhiều thời kỳ cùng các ấn phẩm độc đáo về Huế. Trong đó có 11 cuốn sách cổ do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lưu giữ sẽ được ra mắt công chúng. Cái đầu sách mà về tìm hiểu lịch sử của Huế thì tôi thấy nó rất là đa dạng và có những cái bộ sách rất là đáng quý. Nó nói về cái lịch sử Huế để cho tất cả các cái thế hệ tìm hiểu về lịch sử Huế. Hội chợ sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 mang đậm nét văn hóa đặc trưng cổ truyền xứ Huế với 16 khu trưng bày giới thiệu sách đến đông đảo bạn đọc, du khách trong và ngoài nước với sự tham gia của hơn 30 đơn vị xuất bản phát hành trong cả nước cùng nhiều đơn vị xuất bản văn hóa, truyền thông của tỉnh.
có thể nói là lần đầu tiên được đi dự cái hội sách. Tôi rất ấn tượng với cái quy mô, hình thức của các cái quầy sách của các tỉnh. Phải nói rằng là rất đa dạng, rất phong phú, sách trình bày phải nói là đẹp, tốt. Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng 3.000 cuốn sách cho huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khuyến khích và thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chuyển giao 770 ẩn phẩm tủ sách Huế đến 49 điểm thư viện trên toàn tỉnh, góp phần quảng bá, lan tỏa những giá trị văn hóa Huế, khích lệ văn hóa đọc, hướng tới xây dựng một xã hội đọc sách. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Báo cáo với Bộ trưởng cùng các thành viên trong đoàn, lãnh đạo tỉnh khẳng định công tác chuyển đổi số luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong các mặt của đời sống kinh tế xã hội và bước đầu tạo sự thay đổi căn bản trong hoạt động của chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Liên tục trong các năm qua, các chỉ số xếp hạng của Thừa Thiên Huế ngày càng được cải thiện và luôn nằm trong top đầu. Điển hình như năm 2019 xếp thứ 2 toàn quốc về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì vị trí thứ 2 về chỉ số chuyển đổi số liên tiếp trong các năm 2020-2021. Trên nền tảng của những kết quả đạt được, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ thông tin lớn của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ trong việc định hướng kết nối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin có quy mô lớn, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất phần mềm và nội dung số. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Bộ quan tâm hỗ trợ trên 12.000 điện thoại thông minh nhằm xóa nghèo thông tin cho các hộ nghèo, cận nghèo theo quỹ viễn thông công ích, hỗ trợ triển khai số hóa cổ vật cùng các nền tảng quản trị dữ liệu số theo 3D và VR nhằm thúc đẩy cho các kế hoạch chuyển đổi số của ngành văn hóa du lịch. Cùng với đó là những đề xuất về công tác quản lý, giám sát, theo dõi tình hình thiên tai, bão lụt, các vùng thường xuyên sạt lở bằng công nghệ số, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và năng lực chuyển đổi số cho công chức, viên chức của tỉnh. Đánh giá cao các nền tảng số của Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nếu xét trên các bình diện, Thừa Thiên Huế hội đủ 5 trên 6 điều kiện để trở thành trung tâm công nghệ thông tin lớn. Xét về môi trường số, hiện tỉnh cũng đang nằm trong top đầu của cả nước. Đây là những thuận lợi để tỉnh phát triển theo hướng nhân lực chất lượng cao, lấy giá trị tri thức làm nền tảng để phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đó, tỉnh cần tính đến những giải pháp để thu hút các chuyên gia công nghệ cao, hoàn chỉnh và nâng cao mức độ dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số cả bộ máy, tạo ra các mô hình công nghệ. Từ đó tất yếu sẽ thu hút được các nhà đầu tư công nghệ thông tin lớn. Về những kiến nghị đề xuất của tỉnh, sau khi tham khảo những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác, Bộ trưởng đã có những chỉ đạo cụ thể với từng đề xuất. Hôm qua, đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà về việc kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại thị xã Hương Trà. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà đã tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 năm 2022 và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ năm 2022. Trong đó, chủ trọng thực hiện đề án 939 của Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế tập thể, tổ liên kết và tạo việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, hoạt động dự án 8, thúc đẩy thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Đặc biệt, hội triển khai có hiệu quả hoạt động ủy thác tín dụng chính sách với Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà về hoạt động ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc quản lý vốn vay, tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội,
cần tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý ủy thác và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ nhằm phát huy được vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Chiều nay tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến. Trong quý 1 vừa qua, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững với nhiều giải pháp cụ thể đạt kết quả tích cực, điển hình là phát động sâu rộng phong trào dòng họ làng bản không có hộ nghèo trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội đều được thực hiện có hiệu quả. Về hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đã ban hành chương trình công tác Ban chỉ đạo năm 2023 với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, số Ban chỉ đạo cấp xã đã ban hành chương trình công tác năm 2023 chiếm tỷ lệ 85,1% và ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 chiếm tỷ lệ 82,3%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích đạt được của hệ thống dân vận trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cả cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Ban dân vận cả cấp, tập trung xây dựng nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới. Phân tích rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nội dung sinh hoạt của khối dân vận, tổ dân vận, những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận, hạn chế khó khăn trong tổ chức và hoạt động, từ đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò của khối dân vận, tổ dân vận tại địa phương. Chuyển sang những tin tức khác, sáng nay Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo tạo lập, quản lý và xây dựng thương hiệu cho các tuyến phố đi bộ thành phố Huế, tham dự có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các nhà nghiên cứu Huế, đại diện các sở ban ngành trình bày các tham luận liên quan như giải pháp phát triển các tuyến phố đi bộ thành phố Huế trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa bản địa, tạo lập, quản lý và xây dựng thương hiệu cho các tuyến phố đi bộ thành phố Huế trở thành thương hiệu nổi tiếng của cố đô Huế. Phố đi bộ, phố đêm hoàn thành trong chiến lược xây dựng thương hiệu cho các điểm đến du lịch của Thừa Thiên Huế, phát huy giá trị truyền thống văn hóa cung đình Huế gắn với các lễ hội về đêm. Đồng thời thảo luận một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, du lịch và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Huế trong việc triển khai hoạt động tuyến phố đi bộ hoàn thành Huế, tạo nên nét đặc trưng riêng có của Huế. Xoay quanh các nội dung như ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng của thành phố, liên kết và quy hoạch lại phố đêm hoàn thành, khu mua sắm chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo phù hợp với các mô hình phát triển kinh tế đêm. Thưa quý vị và các bạn, không quản ngày mưa nắng, đường xã xa xôi cách trở, tại các bản làng vùng sâu vùng xa huyện biên giới A Lưới, hình ảnh màu áo xanh của các đội viên trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92, Quân khu 4 hàng ngày vận đến với các gia đình để vận động tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ và bài trừ các hủ tục. Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết, các đội viên trí thức trẻ tình nguyện đã đem đến một luồng sinh khí mới làm cho diện mạo bốn xã vùng dự án A Sao A Lưới ngày càng khởi sắc, thay da đổi thịt. Đây là một buổi hướng dẫn các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trình độ kiến thức khoa học, đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện đã phát huy tốt vai trò sát cánh cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân bốn xã A Đoàn, Lâm Đớt, Đông Sơn và Hương Phong để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống dân trí. Đội ngũ trí thức trẻ hướng dẫn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi. Nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo đã được xây dựng và nhân rộng, đem lại hiệu quả thiết thực như mô hình vườn ao chuồng rừng, mô hình chăn nuôi lợn, gà, vịt, mô hình thâm canh lúa nước, mô hình trồng gừng trong bao xi măng, cây hương nhu, hương xả trong sâm bổ chính, mô hình chăn nuôi bò bản địa. Gia đình tôi trước đây rất khó khăn, con thì đông, vợ chồng tôi hay đau ốm.
Đoàn 92 đã cho gia đình một con bò giống. Từ con bò giống đó được các cháu trí thức trẻ hướng dẫn cách chăn nuôi. Đến nay gia đình đã chăm sóc sinh sản được đàn bò trên 10 con. Hàng năm gia đình bán 1 đến 2 con để lo cho các con ăn học, mua sắm vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học trở về quê hương để phục vụ với những kiến thức vốn có sau 4 năm đại học, thì tôi đã thứ nhất là hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, thứ hai là về cách hướng dẫn bà con về chăn nuôi gia súc gia cầm, hướng dẫn bà con cách che chắn chuồng trại mỗi khi gió rét để đảm bảo cho đàn gia súc được phát triển khỏe mạnh và an toàn. Và cái thứ ba nữa là hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng lúa nước, làm sao để có nó đạt hiệu quả và năng suất tốt nhất có thể. Đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương làm tổ công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng các điểm dân cư, làng, bản văn hóa, tuyên truyền vận động đồng bào cho con em đi học, tham gia có hiệu quả vào hoạt động phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, chống tại mù chữ, thực hiện công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đưa y tế về thôn bản, chăm sóc sức khỏe, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, tuyên truyền vận động thực hiện kế hoạch gia đình, vệ sinh phòng bệnh. Trong những năm qua, thì được sự quan tâm của Đảng ủy, rồi lãnh đạo của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 đã giúp cho nhà trường tổ chức rất nhiều đợt tuyên truyền về pháp luật, về luật biên giới, luật hôn nhân và gia đình, và đặc biệt nhất là có rất nhiều trí thức trẻ đã tham gia vận động các em học sinh đến trường. Qua các cái đợt tuyên truyền thì các cháu cũng đã có ý thức rất là tốt, đã chấp hành các cái về luật hôn nhân gia đình, và đặc biệt nhất là cái tình trạng tảo hôn ở khu vực phía trong này ngày càng giảm. Qua hơn 10 năm thực hiện dự án 174 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng trong toàn quân, thì Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 của Quân khu 4 đã tổ chức tuyển chọn hơn 120 các bạn trí thức trẻ tình nguyện ở trên địa bàn đến công tác thực hiện cái nhiệm vụ trí thức trẻ tình nguyện tại Đoàn 92, giúp cho cái Đoàn Kinh tế Quốc phòng là thực hiện đẩy nhanh các cái tiến độ mục tiêu dự án khu kinh tế quốc phòng, góp phần xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện các cái mục tiêu nông thôn mới, góp phần củng cố cái kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên cái địa bàn khu vực biên giới. Sự có mặt của trí thức trẻ tình nguyện trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ thay đổi diện mạo khu kinh tế quốc phòng A So A Lưới. Đồng thời, trí thức trẻ tinh nguyện cũng tự hào vì đây là môi trường tôi luyện cho họ trưởng thành. Đó chính là bước khởi đầu tốt đẹp, là tiền đề để trí thức trẻ tinh nguyện tiếp tục cống hiến tài năng sức trẻ, góp sức làm thay đổi diện mạo vùng đất khó, thực hiện hiệu quả chủ trương từ cấp trên, cũng như thắt chặt tinh đoàn kết quân dân nơi biên giới, xây dựng thể trận lòng dân vững chắc, chung sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Theo đó, tăng cường xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, chủ động lên phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, cả khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7 và báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ. Tại trường Trung học cơ sở Phú An, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang tổ chức lễ khánh thành hai thư viện thân thiện và trao tủ sách lớp học do tổ chức Trishan Foundation và Quỹ Chỉ Thiện vì Trẻ Em tài trợ. Thư viện thân thiện được khánh thành và bàn giao cho hai trường Trung học cơ sở Phú An và Tiểu học Phú Hải.
Với diện tích đảm bảo, thư viện được trang bị bàn ghế, tủ sách đẹp mắt, bổ sung các bản sách ở các lĩnh vực, không gian, bố trí các góc hoạt động như góc viết, vẽ, góc sáng tạo, góc nghiên cứu, góc trò chơi, nhằm tạo môi trường đọc sách thân thiện, gần gũi cho học sinh và giáo viên. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Phú An, trường Tiểu học Phú Hải và 7 trường trung học cơ sở khác trên địa bàn huyện Phú Vang đã nhận được sự kết nối tài trợ tủ sách lớp học từ tổ chức Trisang Foundation và Quỹ Chỉ Thiện Vì Trẻ Em. Mô hình thư viện thân thiện giúp học sinh phát triển thói quen đọc cùng với việc phát triển kỹ năng đọc để trở thành người đọc độc lập. Thư viện được sắp xếp thân thiện để học sinh tiếp cận sách dễ dàng, sách được phân loại theo trình độ đọc của từng lứa tuổi. Dịp này, tổ chức Trisang Foundation và Quỹ Chỉ Thiện Vì Trẻ Em đã trao tặng 7 tủ sách lớp học cho các trường gồm Trung học cơ sở Vinh Xuân, Trung học cơ sở An Bằng, Trung học cơ sở Phú Mỹ, Trung học cơ sở Vinh Thanh, Trung học cơ sở Vinh Thái, Trung học cơ sở Phú Hồ và Trung học cơ sở Phú An. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao và Thị đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức lễ phát động chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em và giải bơi học sinh phổ thông năm 2023. Đây là dịp để phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi trong lứa tuổi học sinh, cũng như trang bị kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước hiện nay. Sau lễ phát động, hơn 140 vận động viên đến từ 23 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn bước vào tranh tài hai nội dung bơi ếch và bơi tự do cá nhân nam nữ dành cho cả khối lớp cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở với 16 bộ huy chương. Giải bơi dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được thị xã Hương Thủy tổ chức hàng năm với mục đích duy trì và đẩy mạnh phong trào thường xuyên tập luyện môn bơi và thực hiện chương trình phổ cập bơi cho học sinh trên địa bàn, góp phần nâng cao thể lực và giáo dục toàn diện cho học sinh. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.